Như và Sơn Hiền rất vui đồng hành cùng bà con trong bản tin làm nông thông minh. Thưa bà con, tích cực chuyển đổi cây trồng sang trồng rau sạch đã khó, vậy mà ở miền Tây có làng rau, bà con vừa trồng rau sạch, vừa tự chế biến phân thuốc hữu cơ để tưới cây trồng. Cách này chia sẻ trong mô hình thông minh. Và ra bản tin còn nhiều nội dung đáng quan tâm khác. Giá mít Thái ở đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh sau mấy tuần đi xuống, nông dân bất ngờ với lý do từ thương lái. Dù mất mùa nhưng chuối sứ Khánh Hòa được chân mâm ngũ quả miền Bắc lại có niềm vui khác. Bà con Bến Tre bắt đầu triển khai nhiều giải pháp ứng phó mặn xâm nhập. Nỗi buồn đang bám lấy người trồng bưởi ở miền Tây và miền Đông Nam Bộ khi đến thời điểm này người trồng vẫn chưa tìm được đầu ra và giá bưởi da xanh đang giảm mạnh. Năm ngoái thương lái vào tận vườn đặt mua hầu hết các vườn với giá trung bình là 50.000 đồng một ký, nhưng mà năm nay còn một nửa giá tiền vẫn không thấy bóng ai đến mua. Cũng không biết trách ai đây, khi năm nay diện tích bưởi ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai tăng dẫn đến cung vượt cầu mà năm nay lại không xuất khẩu sang Trung Quốc được, cho nên là người trồng ngậm ngùi. Cũng là bưởi nhưng chưa đến Tết, bưởi đỏ tiếng vua đã gần như cháy hàng vì có rất nhiều buôn lái đến tìm mua. Mỗi năm giống bưởi đỏ này chỉ cho ra một lần trái vào dịp cuối năm. Theo người dân tại làng bưởi đỏ Luận Văn, Thanh Hóa, có thời điểm bưởi Luận Văn có giá cao 500.000 đồng một cặp, vẫn không có hàng để bán. Những ngày thường, giá bưởi dao động từ 150 đến 200.000 đồng một trái. Những dịp Tết trở lại đây, với đặc thù bưởi có màu sắc đỏ từ ruột ra ngoài vỏ, mùi thơm dễ chịu, muối bưởi mọng nước và ngọt dịu nên được nhiều người tìm mua làm quà tặng. Thị trường thanh long vụ Tết ảm đạm, giá mua tại vườn chỉ tầm 8.000 đồng một ký, giảm một nửa so với bình quân những năm trước. Thanh long ruột đỏ cũng giảm giá mạnh. Thời điểm này năm trước có giá trên 30.000 đồng một ký, nhưng hiện nay giá ruột đỏ chỉ còn 20.000 đồng một ký. Giá thanh long vụ Tết này thấp là do nguồn tiêu thụ ở Trung Quốc giảm mạnh. Thời tiết giá lạnh cũng như tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến cho sức mua đối với trái thanh long không mấy khả quan. Chuối sứ hay còn gọi là chuối móc là đặc sản nổi tiếng được trồng tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dịp Tết mỗi năm cũng là thời điểm được nông dân trồng chuối trông đợi, hy vọng giá bán tăng cao hơn ngày thường. Không như tình cảnh bưởi da xanh hay là thanh long, giá chuối sứ năm nay tăng cao hơn mỗi năm, nhưng người trồng vừa mừng vừa tiếc do nắng hạn kéo dài khiến cho chuối mất mùa. Nhiều năm nay cây chuối sứ trồng trên rẫy đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Nguyễn Văn Quang, nhất là vào vụ Tết vì giá sẽ tăng hơn ngày thường. Tuy nhiên năm nay do hạn hán và sâu bệnh khiến sản lượng chuối bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia đình ông có 2 hecta trồng 1.700 cây chuối, nhưng có đến 30% diện tích bị thiệt hại hoàn toàn. Diện tích còn lại chỉ có 10% cho buồn kịp bán Tết. Theo các thương lái thu mua chuối, giá chuối sứ hiện đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Chuối loại 1 có nải lớn, trái căng tròn, vỏ trắng sáng, buồng chuối có từ 7 nải trở lên thì có giá từ 700 đến 800.000 đồng một buồng. Khánh Hòa có gần 4.000 hecta chuối với sản lượng 30.000 tấn một năm cho thu hoạch quanh năm, còn diện tích chuối sứ thì chỉ được trồng trên rẫy ở suối cát và trại rác ở một số nơi có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp của huyện Cam Lâm. Do đó sản lượng chuối sứ lại càng ít hơn trong dịp Tết năm nay. Do ảnh hưởng hạn hán nên diện tích chuối cho thu hoạch chỉ đạt khoảng 70 hecta, thấp hơn gấp nhiều lần so với mọi năm. Bởi vậy, dù được giá cao, nhưng nông dân trồng chuối sứ vẫn thất thu trong vụ Tết. Giữ vững thương hiệu này cũng như giúp giữ mã ngoài đẹp. Tới đây, người dân nên đào ao để trữ nước tưới chuối sẽ nhận được niềm vui kép. Thưa quý khán giả và bà con, sau nhiều tuần giảm xuống ở mức thấp, giá trái mít Thái được trồng tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng mạnh trở lại, người trồng rất phấn khởi. Lý giải nguyên nhân giúp cho giá mít tăng sau mấy tuần đi xuống, mời bà con cùng theo dõi. Tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, hiện mít Thái loại 1 trọng lượng 9 kg một trái trở lên, không bị xơ đen, được nông dân bán cho thương lái ở mức 24.000 đồng một ký. Loại 2 từ 7 đến 9 ký một trái, giá 20.000 đồng một ký. Giá tăng do gần đây được tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để phục vụ xuất khẩu, nhất là xuất khẩu trái tươi sang thị trường Trung Quốc. Tiểu thương và chủ vựa thu mua trái cây ở thành phố Cần Thơ dự báo giá mít Thái có khả năng còn tăng trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tăng dịp Tết này. Những năm trước, vào dịp trước và sau Tết Nguyên Đán,
Giá mít Thái có nhiều thời điểm đạt mức giá trên 60.000 đồng một ký. Tuy nhiên năm nay đạt mức giá này vì sức tiêu thụ bị giảm ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Mít Thái là loại cây dễ trồng, có khả năng cho trái quanh năm, lại nhẹ công chăm sóc, nên thời gian qua, nông dân đã phát triển diện tích trồng mít Thái rất nhiều. Cần một quy hoạch bài bản chi tiết hơn trong phân bổ giống cây trồng ở các địa phương để người dân làm chủ được thị trường, không chịu cảnh lệ thuộc. Chuyển sang nội dung khác. Thưa bà con, còn những ngày gần đây thì người nuôi cá lóc ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long rất lo lắng trước thông tin là cá lóc là một trong những loại cá Campuchia vừa thông báo cấm nhập khẩu tạm thời cá lóc thương phẩm từ nước ngoài nhằm bảo vệ quyền lợi người nuôi cá ở trong nước. Campuchia không nhập khẩu cá lóc, nông dân sẽ gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ cá lóc bị thu hẹp, giá cá lóc tiếp tục giảm. Hiện giá cá lóc thương phẩm chỉ còn 27.000 đồng một ký, theo tính toán của bà con nông dân. Chi phí sản xuất cá lóc thương phẩm trong ao mương khoảng từ 35.000 đồng một ký. Bán mỗi ký cá, người nuôi lỗ 8.000 đồng một ký. Ngoài cách nuôi trong ao mương thì nuôi cá lóc trong bể xi măng thu hoạch đều hơn. Người nuôi chỉ cần bỏ vốn ban đầu xây bể, máy lọc nước. Nhưng cách nuôi này lại tận dụng diện tích nhỏ, nhưng với mật độ cao nên tiết kiệm chi phí hơn. Chu kỳ dụ nuôi nếu cho ăn cá tạp thường từ 3 đến 4 tháng. Nếu cho ăn thức ăn viên, thời gian nuôi đến thu hoạch là từ 4 đến 5 tháng. Mật độ 100 con một mét vuông có thể đạt sản lượng trung bình 500 kg. Cá được kiểm nghiệm mau lớn hơn nuôi các loại hình khác. Bỏ vụ nuôi đầu, theo tính toán, từ vụ nuôi thứ hai, chi phí nuôi một ký cá sẽ giảm hơn cách nuôi thông thường khoảng từ 3 đến 5.000 đồng một ký. Cá lóc là loại cá nước ngọt, thịt ngon, dễ nuôi. Trong điều kiện nông hộ có diện tích đất hạn hẹp hoặc là không có đất cũng có thể nuôi cá lóc với nhiều loại hình khác nhau. Nhất là trong tình trạng như hiện nay, cách nuôi này có nhiều lợi thế hơn nếu như nắm chắc kỹ thuật. Thưa bà con, nhà vườn giờ đây luôn thấp thỏm khi mặn đã xuất hiện gần các cửa sông chính. Ở tỉnh Bến Tre, mặn có khả năng tăng nhanh và xâm nhập sâu trong thời gian tới. Không còn cảnh chạy đôn chạy đáo, lo mặn tới, rút kinh nghiệm năm rồi, nhiều giải pháp phòng chống mặn xâm nhập được triển khai, nông dân tích cực trữ nước ngọt phục vụ sản xuất. Các hộ sản xuất cây giống ở huyện Chợ Lách đang tích cực đào ao, dùng bạc công nghiệp trải lưới đáy ao để chứa nước ngọt. Với cách làm này, những cơ sở sản xuất cây giống chủ động trữ nước ngọt phục vụ sản xuất trong các tháng mùa khô, chi phí giảm đi rất nhiều khi phải mua nước ngọt trong mùa hạn mặn. Giải pháp trữ nước mưa, nước ngọt và thực hiện các giải pháp công trình ngăn mặn được tỉnh chú trọng nhiều. Cống ngăn mặn là phần việc của chính quyền, nhưng người dân cũng ý thức hơn trong việc chủ động ứng phó. Tất cả đều được rút kinh nghiệm từ đợt hạn mặn vừa qua. Người dân Bến Tre giờ đang trong tâm thế sẵn sàng. Rau sạch an toàn là lựa chọn số 1 của người tiêu dùng. Vì thế, những cánh đồng trồng rau này được xây dựng theo quy trình dù có đặc biệt, có tốn công, tốn của hơi nhiều nhưng mà vẫn được bà con hưởng ứng vì đầu ra thuận lợi. Tại thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp có làng rau sạch Mỹ Tân, không phải chọn trồng hữu cơ thông thường, người dân có cách làm hay là tự bào chế các chế phẩm sinh học từ dược liệu thay cho phân bón hóa học. Cách làm này mang đến thu nhập cao hơn so với cách trồng hữu cơ thông thường. Đây là vườn rau sạch quy mô 700 m², được đầu tư nhà lưới che mát của ông Bùi Ngọc Giàu, trồng hơn 6 tháng nay đang phát triển rất tốt. Theo ông Giàu, trước khi chuyển sang mô hình trồng rau hữu cơ này, các hộ trong tổ hợp tác này từng sản xuất rau an toàn và thu được nhiều hiệu quả đáng kể. Trung bình một công đất trồng rau, nông dân lời khoảng 40 triệu đồng một năm. Sau đó, ông cùng một số hộ chuyển đổi sang phương pháp sản xuất rau hữu cơ thương phẩm với kỹ thuật được tìm hiểu kỹ lưỡng và bằng một phương pháp chăm sóc đặc biệt. Người dân tự bào chế các chế phẩm sinh học. Nông dân tự bào chế từ các loại thảo dược như gừng, tỏi, ớt hoặc các sản phẩm nằm trong danh mục cho phép làm phân bón cho cây. Chính sự khác biệt trong quy trình sản xuất đã góp phần giúp thương hiệu rau sạch Mỹ Tân được người tiêu dùng tin tưởng. Rau được trồng phổ biến tại đây gồm các nhóm rau ăn lá như cải ngọt, cải xanh, cải thìa, mồng tơi, rau muống, tía tô, hành, cần ô. Sau khi thu hoạch sẽ đóng gói và được phân phối đến các cửa hàng rau sạch và nhà trẻ trên địa bàn thành phố. Dù chỉ mới chuyển đổi chưa đầy một năm, nhưng hiệu quả từ mô hình rau hữu cơ đem lại đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Trung bình một hộ thu hoạch cũng từ 10 đến 20 kg rau các loại mỗi ngày, với giá bán mỗi loại từ 11.000 đến hơn 20.000 đồng.
rau hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật mà được bổ sung dưỡng chất và phòng trị bệnh bằng các chế phẩm sinh học do nông dân bào chế, cho thấy tầm nhìn của bà con với sản phẩm hữu cơ. Đây chính là suy nghĩ rộng mở, hy vọng một nền nông nghiệp xanh bền vững trong tương lai không còn là điều xa vời nữa. Và nội dung vừa rồi cũng khép lại bản tin Làm nông thông minh của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.